Nhà ha, chúc cả nhà có một buổi sáng thật nhiều niềm vui. Thì hôm nay về ruộng kêu anh em xuống cuốc đất. Mấy anh đang cuốc đẳng. Còn đây thì mình quay cho cả nhà xem chút rồi nghỉ ha. Thì xài kích rễ nè ha. Xài kích rễ. Cây nó ghê gớm chưa? Trồng trên bồn ha. Trồng trên bồn cao nè. Trồng sơ dừa vỏ trấu thôi. 8 dừa 2 trấu ha. Thì thành phần dừa nhiều hơn để nó ở ngoài cánh đồng nên nó dễ thoát nước. Mình trồng dừa nhiều một chút. Lúc đầu thì xả tàn thì xì nhựa thì gỡ gỡ đất ra trồng, xong rồi lấy cái bao đậy lên, cái bao xì dừa đậy lên. Rồi xong rồi lấy cái bao quấn vô gốc rồi xong ha. Để cho nó giảm được cái sự mất nước. Và đây hệ thống tưới nè. Ở đây là nguyên cái vườn thanh long, ở đây mình trồng thanh long nên là làm thanh long không khá nên là bỏ trồng mai. Cái cây nào mà tàn không đều sắc tàn rút hình là hết tạo tàn mới, còn cái nào tàn đều thì mình cắt cũng rút lại, rút ít vẫn chưa tàn. Ví dụ như cây này nè, tàn đều thì để tàn cũng rút, còn cây này tàn ít rút nhỏ xíu rồi luôn, còn tàn chân không có cắt ngang bỏ rút lại luôn. Thì cây nó đẹp trở lại ha. Cây nào không có tàn thì cắt ngang hết, tán đầu đinh đó. Thì anh em sẽ thấy chỗ này trồng bao la cây, đủ loại cây trên đời. Thôi xin chào ha, chúc cả nhà vui vẻ. Thì đây là tôi xài kích rễ rốt ớt và rốt chín ha. Cây bây giờ nó sùm nè. Thì ra 5 tấc, bấm rút là hết. Rồi bắt đầu cái lặt lá trong, cái này chưa đủ ha, nên là mới xài kích rễ thôi chưa đủ. Chừng nào ra 5 tấc là rong cành là chỉnh tàn liền. Tàn nào nhỏ thì thả ra cho nó bự ra. Thôi xin chào ha cả nhà, chúc cả nhà vậy.